bạn, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên của mình trên kênh YouTube. Thì hôm nay mình sẽ unbox những đồ của các bạn, nhìn trong đây chắc biết rồi ha, những thứ của BTS mà mình đã mua từ Muji. Mình không biết phải gọi là Muji hay là Muji nữa, tại vì cứ gọi đại là Muji đi cho nó dễ nhớ. Thì mình mua tương đó là cũng ít thôi, nhưng mà cái giá tiền của nó hơi bị nhiều. Cũng không biết là nhiều hay ít nữa. Đối với mình là nhiều rồi đó. Thứ đầu tiên đó là cái này. Đây là box card cứng của V. Thì mình unbox lại thôi, tại vì mình đã xé ra rồi nè. Mình đã mua từ Tết rồi. Mình đi chung với... chết. Mình đi chung mình đi chung với bạn của mình. Đây. Mình thích nhất là tấm này. Có 3 tấm và 20.000. Đúng rồi, 20.000. Cái thứ hai cũng là box card cứng luôn. Như thường lệ mình đã mở ra rồi. Đây. Đây là chữ Bangtan Soyeondan nè. Trong đây mình thích nhất là tấm này. Và tấm này. Hai tấm này rất là đẹp. Đó. Cũng 20.000 luôn. Và đây là cái này gọi là cái gì ta? Mờ quá, các bạn thấy không? Box card Instagram trong suốt Jimin 45.000. Cái này đúng mắt luôn á. Đây. 2 3 4 5 6 7 8 8 8 tấm. Cái này nó bị gì rồi nè, lúc mình mua về nó đã bị vậy rồi. Mình thích nhất tấm này nè. Xong. 45.000 hình như là vậy. Và cái thứ hai, cái thứ mấy rồi ta? Không biết nữa. Đây là headphone. Thì headphone đựng trong đây mất công mở ra lắm. 80.000. Và còn thứ gì nữa ta? Và cái này nữa nè. Đây. Đây là mình đã mở rồi. Đây là của Jimmy. Cái đồ mà diện như là móc ảnh đó. Nè. Có năm con dễ thương. Ok. Cái đây cũng là Jimmy nè. Đây là gọi là móc khóa diệt BT21. Jimmy luôn nè, dễ thương quá ha. Giá là 25.000, còn cái hồi nãy là 15 hay 20 gì đó. Mình cũng không nhớ nữa. Và tới thì video hơi mờ đúng không? Rồi thấy rồi. Thì mấy bạn thấy cái tấm này đúng không? Đây. Quá trời. Thì mình cũng đã mua trong Muji luôn. Mua một set 8 tấm là bao nhiêu ta? 30.000, đúng rồi. 30.000. Đây. Thì mình tại cái tường nó màu trắng nên là để nhìn nhàm chán lắm, nên mình đã để một tấm hình nó vào. Đây là một tấm nè. Đó. Rất là đẹp. Mình thích nhất là tấm này nè. Tấm này cảm thấy nó có mấy đám mây á, đẹp. Đây là album Love Yourself nè, DNA đúng không? Đúng rồi. String đây. Và một nữa là tấm này, Love Yourself luôn. Và cái này là hơi ngoài lề một tí, nhưng mà cũng là hình luôn. Mà mình không phải là mình mua mà mình được tặng á. Đây. Đây là hình của Vi. Mình không biết tại sao mình lại lấy Vi nữa. Đúng, mấy bạn thấy cái gì mà màu trắng trắng đúng không? Dính slam đó. Tự nhiên mình thích Jimmy mà tại sao em mình nó lại cho mình Vi? Không hiểu. Còn đây là những cái bó những cái cạc mà cứng mà
Đi offline mà ở ở đâu ta? Ở Tao Đàn á. Đây. Hơi mờ. Đây là J-Hope. 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 Tấm này sexy này. Tấm này dễ thương này. Vì Jin, Jimin, Suga, Jungkook, Ramon, BTS. BTS đó. Này. Mình rất thích cách làm kẹt của nhóm này nha. Cái nhóm mà tạo ra cái offline đó. Nè, coi nè. Rất là đẹp. Bây giờ lộn. Bây giờ là tới hai con gấu của BT21. Đây. Thì cái này là hàng fake thôi. Chứ hàng real là nó tròn trịa ra mà nó chỉ bị trẻ ra một tí xíu thôi, còn cái này là nó bị hớp luôn. Đây là Jimmy, mình mua con này đầu tiên luôn, 200. Có giá là 200.000. Đây là Mang. Tại vì mình mua cái này là để chúc mừng cho J-Hope ra misstep đầu tay á. Nên là mình mua cái con này. Chắc lẽ mình định mua Trung Quốc cơ. Nhưng mà thôi, mua con này đi. Chúc mừng mà. Thì clip sau mình sẽ inbox album của GOT7. Album GOT7. Lý do tại sao mình lại thích BTS mà mình inbox album của GOT7 đúng không? Thì mọi người hãy đón chờ, đón xem video tiếp theo của mình nha. Ừ. Chị thôi. Bye bye. Hẹn gặp lại.